Hôm nay Thiên Hoàng mời các bạn nghe tiếp phần 32 Khúc Quảnh Định Mệnh. Vào thời buổi ma tru động gió, đất nổ thôn hời là thời kỳ bần nhược về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần trên chính quê hương Đọa Đày. Gia đình nào có người ra ngoại quốc được xem là gia đình có nhiều may mắn, cho nên người ta ra đi hay người ở lại đều tưởng như mình đang được tái sinh trong hạnh phúc. Cường ôm ông cụ nói lời tạ từ rồi bắt tay từ giã thân thương bạn bè trước khi bước vào bên trong gian phòng kín mát mẻ ngồi chờ được gọi tên ra sân bay. Chừng 30 phút sau, Cường đứng dậy vẫy tay chào mọi người trong gia đình bạn bè trước khi cuốn theo dòng người đội nắng tiến đến chiếc phi cơ hành khách cỡ nhỏ của Liên Xô đang đậu ngoài sân bay. Mọi người bước lên máy bay, cánh cửa đóng sầm lại, phi cơ chuyển mình chạy trên phi đạo, rồi cất cánh mang Cường ra khỏi đất nước điêu linh cùng khổ. Nào ngờ hôm nay thời cuộc biến chuyển đã tạo cho Cường một khúc quảnh định mệnh mới trên chuyến bay giải nạn, đang gia tốc hướng về một chân trời đầy tự do nhân ái. Máy bay hạ cánh trên một phi trường gần thủ đô Bangkok, Thái Lan. Mọi người thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm, không còn phập phồng lo sợ máy bay quay đầu trở lại vào phút chót. Khung trời sáng lạ hiện ra trước mắt, người dân Thái hòa mình vào dòng sinh hoạt nhộn nhịp, náo nhiệt vui tươi trong bầu không khí tự do thật sự. Chẳng khác gì không khí sinh hoạt của thủ đô Sài Gòn trước năm 75 là mấy. Chào mừng đất nước tự do Thái Lan, sáng đẹp tuyệt vời. Cường nghỉ dưỡng sức ở Bangkok, chờ lập thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ. 5 ngày trên đất Thái ăn uống vui chơi tuy có phần hạn chế, nhưng nơi đây là chỗ ghé chân hầu chuẩn bị chu đáo hơn cho cuộc hành trình dài hạn, chính thức mang Cường qua phía bên kia bờ Thái Bình Dương. Đến miền đất mới đầy sự tự do, dân chủ và pháp trị, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ kể từ nay sẽ cưu mang thêm một người xa lạ trong vòng tay ấp ủ yêu thương. Nước Mỹ là quê hương thứ hai sẽ giúp Cường có cơ hội vươn lên hầu tồn tại trong nền đệ nhất văn minh hoàn vũ này. Ước mơ nay đã trở thành hiện thực. Cảm ơn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Con đội ơn Thiên Chúa muôn thuở, muôn đời. Đất mới, dã từ Bangkok, tạm biệt nước Thái tráng lệ huy hoàng. Tựa lưng vào chiếc ghế êm ái nhìn qua cửa sổ máy bay. Những đám mây trắng hiền hòa chơi vơi làm tâm hồn Cường nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chiếc phi cơ hành khách mang tên Northwest Airlines chạy ra phi đạo. Thân tàu rung chuyển, máy bay từ từ cất cao và gia tốc, bỏ lại đằng sau thủ đô Bangkok, phồn hoa đô hội. Cường yên chí là ngày hôm sau, mình sẽ đặt chân đến phi trường Los Angeles, thành phố của những thiên thần thuộc miền Nam tiểu bang California. Ngoài những giờ ăn uống vệ sinh trên máy bay, Cường bật ngửa người trên ghế ngủ ngon lành. Máy bay ghé qua phi trường Narita gần thủ đô Tokyo lấy thêm hành khách. Chừng 2 giờ sau lại cất cánh bay thẳng một lèo đến phi trường Los Angeles. Trên máy bay, người di dân nào cũng tỏ ra hân hoan vui vẻ. Họ cầu xin chuyến bay đường dài được an toàn để cho mọi người nhìn thấy đất nước Hoa Kỳ một lần sau đó, rồi ra sao thì ra. Máy bay hạ cánh trên phi đạo lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 91. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ thân xác con. Cường làm dấu thánh giá trước khi đứng dậy, bước xuống cầu thang máy bay. Phi trường Bangkok to, đẹp đến như thế, mà giờ đây so với phi trường Los Angeles thì nhỏ bé hơn nhiều. Máy bay nối đuôi nhau lên xuống, liên lưu bất tận. Tiếng động cơ ồn ào rung chuyển cả một khu vực rộng lớn mênh mông. Cường theo dòng người bước vào phi cảng, chờ lập thủ tục lần cuối trước khi bước ra cổng phi trường, hòa nhập vào dòng sống mới. Các hội đoàn đến phi trường đông đảo, người ta cầm bảng đưa cao giúp di dân tìm được người đón. Cường nhìn thấy tấm bảng ghi hội tương trợ tù nhân chính trị, liền chạy đến hỏi thăm. Người bạn già Nguyễn Hậu bắt tay chào mừng Cường đã đến được miền đất hứa. Hội tương trợ gom đầy đủ số cựu tù đưa lên xe chạy về khu Little Sài Gòn. Trên đường di chuyển, xe cộ đủ loại đủ kiểu tràn ngập trên các tuyến đường rộng rãi thênh thang. Dòng xe thuận nghịch hai chiều, mỗi chiều có từ 4 đến 5 lằn ranh.
Xe chạy không ngơi nghỉ, tách dòng hợp dòng ngược xuôi đây đó, chẳng khác gì lưu lượng máu tuần hoàn trong cơ thể con người. Cái nhìn trực kiến khởi thủy về hệ thống phi trường, hệ thống xa lộ, máy bay, xe cộ, nhà cửa tại miền Nam California đã làm cho tâm trí choáng ngợp. Cường nhận thức ngay rằng đây là chỉ dấu của dòng sống Hoa Kỳ phồn thịnh thực sự, vượng đạt vượt bực. Phải chăng tất cả đều thoát thai từ một căn bản chiến lược trường kỳ, thần kỳ, được đặt trên mục tiêu quyền lợi, sự phát triển đi lên và rộng khắp trước thực tại thế giới. Nhìn đường xá, cầu vắt giao lưu trườn mình, cong cong như những con thuyền luồng khổng lồ vắt qua, vắt về trên không, hầu giải tỏa nạn kẹt xe và thu ngắn giờ giấc di chuyển. Cường đăm chiêu suy nghĩ về một đất nước quá ư giàu có, văn minh, trong nền kỹ thuật tiên tiến hàng đầu của thế giới ngày nay. Xe dừng lại trong khu buôn bán và dịch vụ mang màu sắc Việt, hoàn toàn Việt. Người đi lại nói tiếng Việt, phố xá với những bảng hiệu Việt. Trời ơi, có cả bún bò Huế, cơm tấm Sài Gòn. Anh hậu xuống xe, dẫn những cựu tù binh chính trị và gia đình họ vào một con hẻm đằng sau khu buôn bán. Nơi đây là trụ sở của Hội Tương trợ Tù nhân Chính trị. Hội hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình mới đến, lập thủ tục cư trú, cấp phát vật phẩm, chăn gối, áo quần để có cái mà dùng tạm trong khi chờ đợi sự cứu trợ chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Qua cú phone của ai đó, Phạm Minh, người bạn cùng khóa 16 Võ Bị nghe tin Cường đến, lái xe tìm gặp bạn mình. Thật là hạnh ngộ, hai anh em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tay bắt mặt mừng, nỗi niềm xao xuyến hân hoan thể hiện qua sự vui tươi rõ nét trên từng khuôn mặt, qua tiếng cười hớn hở hơn bao giờ hết. Minh vượt biển đến Mỹ đã 8 năm rồi, nên rất thành thạo về mọi sinh hoạt tại đây. Minh nói với Hậu, để tôi mang Cường về nhà, thay hội giúp bạn lập thủ tục định cư. Có điều gì khó khăn chưa rõ, chúng tôi sẽ trở lại nhờ hội hướng dẫn thêm. Vậy anh ghi lại cho chúng tôi tên, họ, địa chỉ, số phone. Để có gì cần thì tôi sẽ gọi báo tin cho. Chúc Cường vui vẻ, nhớ rảnh rỗi ghé lại đây giúp hội nhé. Đã từng cầm bút, Cường cố tiếp tay với ban biên tập tờ Hội Ngộ của hội sắp ra mắt độc giả đó nhé. Anh Hậu nói, chào anh Hậu, tôi sẽ trở lại đây với các anh chị để còn lo cho người đến sau nữa chứ. Minh đưa Cường về cư trú trong căn nhà tại thị xã Westminster. Suốt tuần lễ theo Minh đi làm thủ tục hết nơi này đến nơi nọ, lại còn được thầy Nguyễn Tiến Ích tiếp tay khi Minh bận rộn công việc riêng của mình. Minh tập cho Cường lái xe để lấy bằng lái. Cảm ơn Minh, người bạn sốt sắng, người ân nhân đặc biệt, đã kịp thời đem tất cả kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình để giúp đỡ Cường trong lúc chân ướt chân ráo nơi xứ người. Minh làm dịch vụ tự do, giao dịch rộng rãi, đi đâu cũng mang Cường theo. Nhờ đó Cường có nhiều cơ hội gặp lại bạn bè thân thương một thời một thuở, trước cũng như sau khi đi tù về. Có hôm Minh bận việc đưa Cường đến khu thương xá Phước Lộc Thọ rồi dong mất. Lần đầu tiên bước vào khu buôn bán của người Việt Nam tại đất thổ Sài Gòn, Cường gặp Nguyễn Phú Lộc, tức là họa sĩ Phi Lộc, bạn học thuở còn nhỏ ở Huế. Lộc siết tay thân mật rồi dẫn Cường vào tiệm phở 79. Lộc nói, không ngờ mà gặp bạn nơi đây, tưởng mất nhau luôn rồi chứ. Trước năm 75, tôi nghe bạn bị thương nặng nhưng không thoát cảnh tù đầy. Qua đây anh em tù đồn là bạn gặp nhiều khốn đốn trong các trại giam từ Nam chí Bắc. Nghĩ rằng bạn không còn đủ sức chịu đựng mọi nỗi thống khổ như vậy. Thế mà bạn vẫn tồn tại để qua đến đây, mới thật là lạ lùng. Sống chết cũng do trời. Trước kia khổ chừng nào thì bây giờ cảm thấy sung sướng chừng ấy. Lộc ơi, đất nước người ta sao mà to lớn, sáng đẹp, văn minh tuyệt vời quá. Người Việt tị nạn qua đây giỏi giang cũng chẳng kém. 16 năm kể từ ngày bước chân tới Mỹ mà họ đã xây dựng cơ ngơi khá vững vàng. Cả một khu vực rộng lớn, đâu cũng dựng bảng hiệu tiếng Việt, trao đổi trong buôn bán bằng tiếng Việt. Mình cứ ngỡ nơi đây là thành phố Sài Gòn thu hẹp, nhưng mà ngập tràn ánh sáng văn minh còn hơn Sài Gòn cũ của chúng mình nữa. Bạn may mắn được định cư giữa lòng khu đất thổ Sài Gòn này. Nơi đây người Việt định cư đông nhất so với những khu vực định cư khác trên toàn thế giới. Bởi vậy người ta tự nhận nơi đây là thủ đô của người Việt tị nạn. Họ bắt chước người Trung Hoa, người Cuba lưu vong, đặt tên nơi có đông dân bản xứ là Chinatown, Little Havana, còn người Việt thì gọi khu này là Little Sài Gòn.
Nếu bạn đến các tiểu bang khác thì buồn chán lắm. Năm khi mười họa mới gặp một gia đình người Việt. Khi nhìn họ, mình khó phân biệt là gốc Việt, Trung Hoa, Phi Luật Tân hay là Campuchia. Qua đây phần lớn dân Đông Á lột xác nên khó bề phân biệt họ thuộc chủng tộc nào. Ngoại trừ khi họ sử dụng ngôn ngữ bản xứ để nói chuyện với nhau, cho nên ở những nơi này khi gặp một gia đình Việt Nam thì bạn cảm động vô cùng. Tuy suốt đời chưa hề quen nhau, nhưng qua lần sơ giao, họ mời nhau về nhà ăn uống hàn huyên tâm sự, thân mật như đã quen biết nhau từ thuở nào rồi. Lộc qua đây từ 1975 phải không? Mình bị kẹt lại chứ, thời gian sau mới tìm đường vượt biển qua được đến đây. Vượt biển là cả vấn đề, nói ra thêm đau lòng chứ có ích lợi gì đâu. Bà xã và mấy cô con gái chưa qua được. Mình đã làm thủ tục bảo lãnh, vài tháng nữa may ra mới được sum họp đoàn viên. Này Lộc, gia đình cô Mộng Hoa bây giờ ra sao? Cô ấy chết năm 86, Cường còn nhớ Hiệp học cùng lớp với chúng mình. Mộng Hòa, Mộng Hoàn là con của Mộng Hoa không? Nhớ lắm chứ, lúc mình còn ở Huế, cô Mộng Hoa là mẹ đỡ đầu của mình mà. Hiệp cũng đã chết rồi, gia đình Mộng Hòa còn kẹt lại Sài Gòn. Mộng Hoàn vừa đến Mỹ định cư ở San Jose. Nhắc lại những kỷ niệm xa vời thuở đó, sao mình quay quắt nhớ thương Huế quá chừng Lộc à. Huế bây giờ bầm dập lắm, người dân đói khổ trầm kha. Nhắc đến Huế là mình khóc ròng, thao thức trăn trở khôn nguôi. Nhưng ở vào tình trạng này có thương Huế hết lòng thì cũng chẳng làm sao hơn được. Lộc có tham gia vào sinh hoạt nào ở đây để giúp đỡ đồng bào mình bên nhà không? Sinh hoạt thì không nhưng đóng góp thì có. Các hội đoàn mặt trận phong trào thường xuyên quyên góp, phần thì nuôi quân kháng chiến, phần thì giúp đỡ đồng bào bên nhà. Nhưng tất cả mọi đóng góp như là muối bỏ biển, bao nhiêu mới đủ để giúp cho cả 70 triệu người nghèo. Còn nuôi quân kháng chiến thì mình hoàn toàn mù tịt. Lúc nào bạn rảnh rỗi, nhớ ghé đến trụ sở hội tương trợ tù nhân chính trị. May ra sẽ tìm được câu trả lời chính xác hơn. Bây giờ mình chạy đôn chạy đáo, đầu tắt mặt tối kiếm sống, nên chưa có thì giờ tham dự vào bất cứ hội đoàn, đoàn thể nào cả. Còn ở đây là còn gặp nhau, muốn tìm Lộc thì đến nhà trưng bày tranh của mình bên cạnh hội tương trợ của ông Nguyễn Hậu đó. Bạn biết nơi này rồi phải không? Cựu tù nào đến đây đều ghé vào trụ sở hội để được hướng dẫn, giúp đỡ về mọi thủ tục. Đồng thời cũng là nơi gặp gỡ bạn bè từ khắp nơi về đây. Mình có đến trụ sở này rồi, bây giờ có bận việc thì bạn cứ tự nhiên đi đâu thì đi. Mình ở lại đây đi loanh quanh nhìn người ta mua bán, trong khi chờ đợi người bạn đến đón. Bận đi đặt khung cho mấy bức tranh Huế mới vẽ xong, hẹn gặp lại sau nha Cường. Hôm sau, Minh đưa Cường ra hội tương trợ rồi đi lo công việc riêng. Cường bước vào văn phòng hội gặp thật nhiều anh em cùng ở tù chung trong nhiều trại khác nhau đang đợi anh Hậu hướng dẫn giúp đỡ. Bỗng Cường thấy Phạm Trọng Phúc từ ngoài bước vào. Anh em lâu ngày hội ngộ một cách bất ngờ. Phúc rủ Cường qua tiệm cà phê gần đó nói chuyện. Này Phúc, qua Mỹ bao lâu rồi đó? Chúng mình không nghe lời Trần Lam Giang đi sớm, kẹt lại rồi đi tù cả đám. Bạn tù ngoài Bắc, mình tù trong Nam đâu có khác gì nhau. Sau khi chúng nó thả ra là mình cùng bà xã và hai đứa con tìm đường dọt qua Âu Châu, rồi từ Âu Châu sang Mỹ Châu. Mình qua Mỹ trước bạn vài năm, bây giờ cũng ở gần đây thôi. Chúng mình lớn tuổi lại ở tù lâu năm nên sức khỏe không bằng đám trẻ. Tìm việc lương cao thì khó, lương thấp thì không muốn làm. Đành lêu bêu làm báo viết sách để có chút tiền cà phê, thuốc lá, đổ xăng là quý lắm rồi. Làm nghề này á, giờ giấc là của mình, được tự do thoải mái. Muốn viết thì viết, muốn rong chơi với bạn bè cũng chẳng sao. Hơn được người ta là ở điểm đó. Mình quên hỏi bạn qua đến đây từ hôm nào vậy nhỉ? 2 tuần lễ rồi. Sống chung với người bạn cùng khóa cảm thấy rất dễ chịu. Hàng ngày bạn đưa mình đi đây đi đó, tối tham dự sinh hoạt với nhóm văn nghệ sĩ hoặc là nằm nhà xem tivi, nghe nhạc cũng thú vị lắm. Nhưng không lẽ cứ lêu bêu như thế này mãi sao hả Phúc? Mới qua thì tận hưởng tất cả để bù đắp những năm tháng khổ sở trong tù. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, từ từ rồi đâu sẽ vào đấy. Bên Mỹ này không sợ đói. Qua đây mình chưa thấy ai chết đói ngoài đường, ngoài phố cả. Có điều đáng nói là vấn đề tình cảm mới là điều quan trọng hàng đầu. Tôi gặp vài anh em qua đây chịu đựng nỗi buồn thấm thía vì gia đình tan vỡ. Những người phụ nữ theo thói đời qua đây muốn tậu nhà, tậu xe nhanh như một loại thời trang kiểu mới. Người phụ nữ bỏ nhà đi chơi đêm là một điều khó giải thích. Cho nên vừa mới hôm trước thấy bạn mình ở đây, nhưng hôm sau thì biệt tích giang hồ. Mỗi người đều có phương thức giải nạn riêng. Nhưng mỗi cõi riêng là mỗi ẩn số khó hiểu. Vấn đề làm báo bên này như thế nào?
Qua đây mình phát hiện nhiều cách làm báo rất lý thú. Ban đầu gặp mấy thằng bạn làm báo như là Đặng Bá Huy, Lâm Tường Dũ, Du Miên. Mình hỏi chúng cũng như bạn vừa hỏi mình. Nghe những câu trả lời thật dí dỏm buồn cười. Tưởng là giỡn chơi nhưng lại là sự thật. Họ làm báo trong gara, báo cắt, báo dán. Bài vở dịch ra từ báo ngoại, đủ mọi đề tài. Từ thời trang, nhạc tuyển đến tài tử Hồng Kông, tài tử Hollywood. Những bài bình luận thời cuộc tập chú đặc biệt về đội tình Việt Nam mà đả kích phê phán, hầu hướng dẫn dư luận tích cực đấu tranh cho dân chủ tự do. Phần lớn nương theo những bài bình luận chống áp bức của chế độ Cộng sản đối với người dân, đặc biệt là đối với các tôn giáo trong nước của nhiều ký giả khác nhau, thuộc mấy tờ báo Mỹ tại địa phương, như tờ Register, Los Angeles Times để mà viết, hầu làm gia tăng cường độ đấu tranh chống chế độ Cộng sản Việt Nam không ngơi nghỉ. Tuy là báo cắt, báo gián nhưng phải thức đêm, thức hôm làm cho kịp để có ấn bản hàng tuần, hàng 2 tuần hay là hàng tháng. Báo để chợ, bỏ ngoài hàng hiên các quán, các tiệm cho ông đi qua, bà đi lại lượm về nhà mà đọc. Không phải chủ báo có nhiều tiền rồi phung phí chữ nghĩa công sức để làm việc nghĩa như vậy đâu. Đi xin quảng cáo cho tờ báo của mình cũng bở hơi tai đấy. Sau này thì khác rồi. Những chủ báo bắt đầu có tiền, thay đổi cách làm ăn. Người ta giải quyết một số lớn công việc bằng computer từ đánh máy, layout đến in ấn. Công việc càng ngày càng nhanh hơn, đồng thời có những cây bút phím dị như là Hoàng Dược Thảo, phím luận như là Tú Gàn, cừ khôi độc đáo hơn. Những nhà bình luận thời cuộc sau này phần lớn là những người từng trải kinh nghiệm đi tù Cộng sản, nay qua đến đây tiếp tục trở lại nghề cũ. Nhờ những tay bình luận sừng sỏ như là Sơn Điền, Nguyễn Viết Khánh, Như Phong, Tú Gàn, Đại Dương, Nguyên Thi, Nguyễn Đức Quang, Ngô Nhân Dục, Lâm Ân, họ ngày càng tiến sát đến 2 tiêu đề trong toàn diện lịch trình thiên diễn của thế giới, gồm những tiêu đề có liên quan đến đường lối chính sách của Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội hay ngược lại. Loại tiêu đề khác nữa là hướng dẫn dư luận quần chúng hải ngoại đoàn kết đấu tranh để giải thể chế độ Cộng sản, hầu xây dựng lại quê hương. Nội dung nhiều bài phím luận, phím dị xuất sắc, bài bác chuyện xấu, phê bình những sai trái xảy ra như cơm bữa trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ôi thôi, thì nói sao cho hết, bàn sao cho cùng. Báo chí ngày càng đông, có vài tờ kèn cựa đấm đá nhau túi bụi tanh bành, rốt cuộc rồi cũng hòe cả làng. Những tờ báo loại này chỉ làm buồn lòng cho cả làng báo Việt Nam và độc giả ở hải ngoại chứ có được ích gì đâu. Làm báo bên này khác hẳn với bên nhà trước năm 75, chạy được quảng cáo nhiều chừng nào thì túi tiền chủ báo phồng ra chừng đấy, chứ bán báo thì ít người mua. Để ngoài hàng hiên góc chợ thì nhiều người lựa. Có những thùng báo dựng ngoài đường góc phố, người đi qua bỏ vào thùng 25 xu mà rút ra cả chục tờ đem phân phát cho bạn bè đọc chơi, thật chẳng giống ai. Trong khi các thùng báo Mỹ, Trung Hoa hay Đại Hàn, người mua báo cũng tốn 25 xu mà họ chỉ rút ra một tờ mà thôi. So sánh như vậy để biết được dân trí của ta và của người. Từ ngày qua đây, bạn gặp lại được mấy anh em tâm giao của chúng mình rồi. Có Trần Lam Giang, bây giờ đang sống ở Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California. Giang thường về khu Little Sài Gòn. Bạn ta chuyên tâm làm công tác văn hóa, liên kết với chú em rể là ký giả Du Miên, chủ nhiệm tờ Thời báo, để quảng diễn tư tưởng của mình. Giang nói không còn con đường nào khác hơn là chuyên tâm làm văn hóa để cứu rỗi dân tộc. Ngoài Giang ra, mình còn gặp Huy, Đỉnh, Hòa, Sĩ. Từ năm 75, vừa lúc đến Mỹ, di dân Việt hăng hái làm việc, vừa để có cái ăn, cái ở, vừa gia nhập vào các đoàn thể đấu tranh để kết hợp, tự lực nhằm vào mục tiêu quang phục quê hương. Nhưng ước mơ chỉ hoàn lại ước mơ, mãi cho đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Chuyện dễ nhất là và cơm vào miệng, thế mà còn đổ vãi ra ngoài, huống hồ là chuyện đấu tranh giành lại quyền sống cho dân tộc. Khó khăn trở ngại bởi khoảng cách không gian non nửa quả địa cầu, xa vòng tay với giữa người tị nạn và người dân trong nước, bởi tình huống xoay vần của thế giới không phù hợp với sự suy nghĩ của người muốn giải nạn cho dân tộc, bởi nhân tâm ngày càng ly tán vì thiếu lãnh đạo anh minh tài đức. Có chăng là sự thừa mứa, lãnh đạo dỏm, cứ cho chút tiền là áo mão, cân đai, khăn đóng, áo dài, xanh đỏ, vàng tím, lập bàn thờ tổ quốc, nhang đèn hương khói, bốc lên nghi ngút, khom lưng, quỳ gối, bái lạy, đọc diễn văn hiệu triệu toàn dân như thật. Nhưng sau một thời gian,
mấy chú thủ tướng của chính phủ lưu vong lại im hơi lặng tiếng, trở lại nghề xây dựng nhà cửa hay là bán chip computer. Vì người dân tị nạn xem xong vở tuồng diễn dở là tan hàng thay vì kết hợp. Các môn đồ cũng tan hàng theo và lãnh đạo chán nản buồn bực, có tiền nhưng chẳng chút kinh nghiệm tạo dựng sự nghiệp vẻ vang cho mình và tôn tộc. Chẳng qua vì dại khờ, nghe theo lời tâng bốc xu nịnh của đám thổ tả, lã bất vi, khiến phải hụt vốn nợ nần quỵt nợ. Nợ của sư sãi của nhà chùa chứ có ngoa đâu, thế mà cứ nằng nặc đòi đứng ra lãnh đạo quốc dân, thế có phải là tội nghiệp cho dân mình không chứ? Ở hải ngoại có người làm bậy quá nhỉ, vậy những người có tài trí đâu không chịu đứng ra gánh vác, đành phải bó tay chịu trận sao? Bởi những phường con buôn chính trị nhảm nhí, hành động tự phát vô căn, nên đã làm mất lòng tin của người tị nạn, đưa đến những hậu quả tệ hại chưa từng thấy trong lịch sử di dân. Đó là chưa nói đến những hệ quả di hại cho cả tương lai đối với các thế hệ mai sau nữa. Trong đám người di dân không thiếu người tài năng đạo đức, nhưng bây giờ đứng ra tụ họp quần chúng thì quả là khó khăn. Chưa kể là họ sẽ bị vơ đũa cả nắm, xếp ngang hàng với đám lãnh tụ phường tuồng thiếu năng lực. Đám tướng lãnh chạy trước lại càng không dám trở mặt ra để lãnh đạo chiến hữu của mình, huống hồ chi là cả cộng đồng tị nạn. Chắc bạn cũng hiểu vì lý do gì rồi, nên thông cảm cho họ vậy thôi. Mình biết có rất nhiều người yêu nước, lại có đủ tư cách đạo đức, tài trí và khả năng lãnh đạo, nhưng thiếu cán bộ giỏi giang, nhiệt tình, nên đành phải ẩn giật chờ thời. Một điều đáng buồn nữa là số người này ngày càng luống tuổi, già yếu, bệnh hoạn. Tuy họ tha thiết với tiền đồ tổ quốc, muốn thì có muốn, nhưng lại vướng vào trở lực thực tiễn đành bó tay chịu trận. Rất nhiều người tài năng xuất chúng đã lìa bỏ cõi đời, như là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, để lại đằng sau những nỗi ấm ức khôn nguôi. Văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục, y tế là những phạm trù thiếu vắng người diễn dịch minh bạch trong giai đoạn đau thương thứ hai này. Thử hỏi làm sao mà cộng đồng di dân không phân rã ra thành từng mảng được? Căn bệnh thời đại thời nào cũng vậy thôi. Vấn đề đấu tranh trong cộng đồng như thế nào, bạn nói tiếp cho mình nghe đi. Người dân tị nạn ở đâu cũng ra sức đấu tranh mãnh liệt, gìn giữ lấy tình tự dân tộc, chống trả lại mọi bất công, hà lạc, áp bức của chế độ cộng sản đối với người dân trong nước. Người dân tị nạn còn tổ chức biểu tình rầm rộ từ Mỹ sang Âu qua Úc, chống lại bất cứ sự hiện diện nào của người cộng sản Việt Nam trên thế giới. Ngoài ra họ còn củng cố những cộng đồng tị nạn qua lựa chọn người đại diện hoặc là hăng say tiếp tay tiếp sức với những chiến sĩ yêu nước đang âm thầm chiến đấu trong nội địa hoặc ngoài biên cương lãnh thổ. Mình tuy mới đến Mỹ nhưng rất ngưỡng mộ những chiến sĩ kiên cường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam. Trong hàng ngũ đấu tranh này, tuy mình chưa biết hết tên, nhưng họ là những cụ già, nhà trí thức, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, các đoàn thể trẻ, sinh viên học sinh kể sao cho hết. Có những khuôn mặt quen thuộc như là cụ Nguyễn Văn Bách, cụ Vũ Hoàn, cụ Nguyễn Tư Mô, dược sĩ Trần Cầu, luật sư Phùng Tuệ Châu, ông Cao Hữu Vinh, ông Nguyễn Hậu, ông Nguyễn Văn Chuyên, ông Bùi Quang Huy, ông Lê Đức Anh, là những khuôn mặt đấu tranh có tầm cỡ trong cộng đồng miền Nam California. Bạn ở đây lâu rồi sẽ quen mặt biết tên nhiều người, nhiều hội đoàn đấu tranh. Mình nghĩ rằng trong tương lai gần, bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp tay với họ. Người Việt nào thoát đến bến bờ tự do rồi, thì ai cũng muốn đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Giờ đây anh chị em tù nhân chiến tranh, tù nhân chính trị, được sự can thiệp của chính giới Hoa Kỳ, của các hội đoàn di dân Việt Nam tại hải ngoại, đang lần lượt đến các nước tự do trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ ngày càng đông hơn. Khí thế đấu tranh nhờ đó đã dâng cao vời vợi. Mình nghĩ rằng trong tương lai, hoạt động của các hội tù nhân cộng sản sẽ còn rầm rộ hăng hái hơn nhiều. Để xem hiệu năng bắt nguồn từ tiềm năng sôi sục của anh chị em chiến hữu bị tù đày sẽ đến mức độ nào. Theo mình thì trước sau gì, rồi cũng phải có một tổ chức thống nhất, mang cương kỷ thép, may ra mới tạo được sức mạnh tổng thể. Chứ cứ mạnh ai nấy làm thì cũng chẳng đi đến đâu. Đóng góp chút hiểu biết thô thiển với bạn như món quà hội ngộ hôm nay, mình nghĩ rằng sẽ còn nhiều anh em khác thông tin cho bạn về những điều hữu ích trên nhiều lĩnh vực mới mẻ đa dạng nơi xứ người. Để bạn có đủ dữ kiện hầu suy nghĩ trước khi xếp đặt phương thức hành động theo quan kiến riêng của mình. Ở đây còn gặp nhiều dài dài, anh em mình sẽ còn hội ý về nhiều công việc
như thời gian chúng mình còn sinh hoạt ở Sài Gòn trước năm 75, còn sống là còn chiến đấu phải không Cường? Kể từ đó, hàng ngày Cường đến hội tương trợ tù nhân chính trị, tiếp tay với các anh Nguyễn Hậu, Dương Đình Thụ, Nguyễn Duy Nghệ, Lê Minh Trí, Nguyễn Thế Đỉnh, Vũ Khang, bà Hạnh Nhơn, làm công tác xã hội, giúp đỡ anh chị em tù đến sau. Hội tương trợ như một trung tâm giao dịch tin tức, giúp cựu tù nhân tìm việc làm, thuê nhà, mua xe. Cuối cùng nơi đây trở thành ngôi nhà hội ngộ để cho mọi người đến tụ tập hàn huyên tâm sự. Để thay thế bản tin luân lưu, hội thành lập ban biên tập cho tờ Hội Ngộ. Cường nhận viết phần tham luận chính trị, nhận định thời cuộc cho tờ Nguyệt San này. Hàng ngày, sau những giờ công tác thiện nguyện, Cường theo Minh tìm đến nơi ăn uống giải trí. Minh đưa Cường vào các tiệm ăn sang trọng, đi vũ trường, vào rạp chiếu phim hay đến các tụ điểm sinh hoạt văn nghệ. Nhờ cơ hội này, Cường gặp lại nhiều anh em quen biết và những tay cự phách trong giới văn nghệ sĩ, báo chí thuở trước. Các bạn cũ khuyến khích Cường tiếp tục cầm bút viết cho vài tờ báo, Đặc San, Nguyệt San, đặc biệt là cho Đặc San Đa Hiệu, cơ quan ngôn luận của trường mẹ, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Càng đi nhiều, càng quen nhiều, đồng thời Cường gặp lại những đàn anh, những bạn cũ là những tay làm báo nổi tiếng một thời một thuở, như là Nguyễn Xuân Hoàng, Hà Tường Cát, Viên Linh, Du Miên, Lâm Tường Dũ, Ngọc Hoài Phương, Nhã Ca, Trần Dạ Từ. Những tay làm báo mới như Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Chuyên, Minh Ngôn, Võ Thị Vui và những ngòi bút lừng lẫy như các anh Sơn Điền, Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Thạch Kiên, Long Ân, Định Nguyên. Cường sinh hoạt văn hóa văn nghệ cùng với nhóm văn nghệ sĩ tài tử nên được nhiều anh chị em biết đến. Người ta giới thiệu Cường làm việc cho đài truyền hình, truyền thanh. Có một thời Cường là tổng biên tập của đài phát thanh Next Generation thế hệ mới, tổng biên tập đài tiếng nói quốc dân. Những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, phái đoàn của đài truyền hình Mỹ NBC đến tìm Cường thu hình, phỏng vấn để làm tin tức tài liệu. Mấy năm sau, hãng truyền hình NBC lại tìm đến tiếp tục quay hình về sinh hoạt của Cường trên đất Mỹ nhân ngày kỷ niệm 20 năm người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Những mẫu tin này được chiếu trên đài truyền hình số 4 NBC. Thời gian sau, Cường được mời làm chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam tự do, miền Hội Nam, California, và phó chủ tịch ngoại vụ của Trung tâm Văn bút Tây Nam Hoa Kỳ. Một hôm, Cường bước vào tòa báo của Nguyễn Đức Quang, người hát du ca một thời một thuở ở Sài Gòn, mà nay là chủ nhiệm tờ Viễn Đông Kinh tế Thời báo ở Little Sài Gòn. Cường hỏi thăm người viết về mục bình luận thời cuộc để tham khảo thêm về chính tình thế giới, có liên quan trực tiếp đến chính tình Việt Nam, hầu tìm phương hướng mới giúp Cường nhận định chính xác hơn trước khi đặt bút viết bài. Cường tưởng rằng nhà báo Nguyên Thi là nam giới, khi tiếp xúc diện đối diện, nào ngờ Nguyên Thi là phái nữ, trẻ, người nhỏ nhắn, ăn nói tự nhiên vì cô là dân Nam Kỳ, 100%. Buổi tiếp xúc hôm đó, có anh Trần Đức Hải đi theo. Cả ba người ngồi đàm đạo với nhau một cách say mê, suốt mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Càng trao đổi, Cường càng khám phá học hỏi được thêm nhiều điều mới lạ hấp dẫn, từ phương cách làm báo, nhận định thời cuộc cho đến cách dùng những loại kỹ thuật thông tín hiện đại. Nguyên Thi trước làm chủ một ấn quán dịch thuật sách báo với cấp bằng tiến sĩ, lại đọc rất nhiều tài liệu ngoại ngữ, theo dõi thời sự qua truyền thanh truyền hình. Nhờ vậy Nguyên Thi đã tổng hợp một cách mau lẹ và chính xác để đưa ra những nhận định thời cuộc một cách khách quan, nhất là những bài có liên hệ đến tương lai Việt Nam. Nguyên Thi nhận định rằng trên thế giới có rất nhiều mô thức dự phóng để giải quyết vấn đề Việt Nam, nhưng chẳng có mô thức nào có thể đem ra ứng dụng để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam cả. Ngoài sự nỗ lực của mỗi người Việt Nam trong một chỉnh thể thống nhất, hướng về một mục tiêu duy nhất. Nhưng rốt cuộc thì mọi diễn tiến thời cuộc đều nằm ngoài dự tưởng của chúng ta. Việt Nam sẽ có tự do dân chủ sau một cuộc chiến lạ lùng là sự giáp công hai mặt của truyền thông điện tử và kinh tế thị trường tự do nằm trong kế hoạch kinh tế toàn cầu hóa. Hoa Kỳ thua cuộc tại Việt Nam về mặt chiến thuật trong đoạn kỳ, nhưng trong trường kỳ chiến lược Hoa Kỳ không chỉ chiến thắng mà còn chế ngự Việt Nam lâu dài trên phương diện kinh tế. Song hành với chiến lược kinh tế trường kỳ của Hoa Kỳ, chủ nghĩa dân tộc Việt Nam sẽ được hồi sinh. Tiếp theo là phục sinh tôn giáo, nghệ thuật, tư nhân hóa, nhân quyền, bảo vệ nguồn sống và môi trường sống, nhất là vai trò chủ yếu của giới trí thức chuyên gia trong việc tạo lập và duy trì nền văn hóa Việt
nền văn minh nhân loại. Việt Nam Cộng sản sẽ bị đốn ngã lăn lóc vì cuộc chiến tranh mới, không bằng súng đạn, không bằng ý thức hệ, không bằng tuyên truyền nhảm nhí. Nhưng thật là ghê gớm khi chế độ Cộng sản Việt Nam phải đương đầu với những đại khuynh hướng toàn cầu để rồi tự hủy. Nguyên Thi nói tiếp, không chỉ có Việt Nam Cộng sản phải giải thể, mà những quốc gia có chế độ độc tài chuyên chính hay chế độ quân phiệt đều phải được thay thế bằng chế độ dân chủ thật sự. Vì ngày nay nhân loại nhờ vào cuộc cách mạng điện tử, điện toán và tin học đã vượt thoát ra khỏi những phên rậu tù túng kiến thức, tù túng trong các nhà tù vật lý hay là tư tưởng. Người ta gọi những biến động dắt dây, choáng ngợp này là cuộc cách mạng cao kỹ, high tech, tạo nên sự cạnh tranh ráo riết giữa các tiến trình mang tính hỗ tương trong ngoài của chính trị và kinh tế. Nguyên Thi nghỉ một lúc uống nước giải lao rồi tiếp tục câu chuyện. Thi nói đối với các nước tương đối đã ổn định về mặt chính trị, sự cạnh tranh về kỹ thuật và kinh tế sẽ gay gắt hơn vì quyền lợi của mỗi quốc gia. Nên họ phải vượt đua với nhau theo từng giây đồng hồ để thủ lợi. Trường hợp một quốc gia vừa chậm tiến vừa bị cô lập, thật khó lòng mà cạnh tranh kỹ thuật và kinh tế với các khối, các nhóm quốc gia liên kết khác. Cho nên phương thức phát triển đi lên tốt nhất là liên hiệp từng phần hay là toàn phần với những quốc gia phát triển theo khu vực kinh tế, vùng kinh tế trong tiến trình phát triển toàn cầu theo một trật tự thế giới mới trong kế hoạch toàn cầu hóa đang thành hình theo từng khu vực. Hơn nữa trong đời sống kỹ trị, mà ngày nay những đại khuynh hướng toàn cầu đang khơi nguồn bắt rễ cho chiến lược kinh tế thế giới mới, hầu khởi động một chu kỳ chiến tranh mới mà chiến tranh quân sự bắt buộc phải nhường chỗ cho chiến tranh kinh tế. Cho nên mọi quốc gia trên hoàn vũ đều phải chuẩn bị chu đáo đội ngũ chuyên gia đầy kiến thức sinh động để tham gia vào cuộc chiến kinh tế này. Chiến lược mới của các siêu cường cho toàn nhân loại ngày nay là tái sắp xếp cuộc diện thế giới theo từng khu vực kinh tế để cho mọi quốc gia có cơ hội đóng góp vào công cuộc phát triển toàn cầu mà hai mục tiêu tiên quyết phải đạt định tới là ổn định tình hình chính trị để dọn đường cho sự phát triển kinh tế đi lên trong nền kinh tế toàn cầu. Nguyên Thi trình bày tiếp, việc ổn định tình hình chính trị là mục tiêu căn bản vì chỉ sự ổn định chính trị lâu dài thì mới mong có sự phát triển toàn diện mà kinh tế là xương sống của sức mạnh phát triển. Cô ta còn giải thích và nhấn mạnh về sự ổn định chính trị, có nghĩa là yếu tố dân chủ thực sự phải được tôn trọng. Nói một cách khác là hai yếu tố dân chủ và sự ổn định chính trị là cặp phạm trù song kết, là tất tu điều kiện. Thiếu một trong hai yếu tố này thì đời sống chính trị rất bấp bênh nên chẳng bao giờ phát triển được kinh tế. Do đó, mọi quốc gia ngày nay đều có khuynh hướng cộng sinh, cộng hưởng, qua làm việc, qua tự do dân chủ, qua ổn định chính trị và qua phát triển kinh tế rộng khắp. Cho nên chiến lược mới được hoạch định cho toàn nhân loại là mọi quốc gia siêu phát triển, dùng mọi quyền lực, quyền lợi, mọi ảnh hưởng để ưu tiên tạo ổn định chính trị khắp mọi nơi. Ổn định chính trị là đem lại tự do dân chủ, pháp trị cho mọi quốc gia, được thúc đẩy và yểm trợ của quốc tế. Với cái nhìn tổng quan về chiến lược toàn cầu mới, Nguyên Thi kết luận rằng Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương không thể tự mình tách ra khỏi thế lực quốc tế để phát triển, kiến tạo thịnh vượng theo ý riêng của mình được. Thực tế, trong đời sống chính trị, dù là quốc gia hay quốc tế, đều phát sinh xung đột, cọ sát, đấu tranh để giành quyền tự chủ. Nhưng trong thực tại, vì tính chất cộng sinh cộng hưởng, nên quốc tế không cho phép bất cứ quốc gia nào được đứng ra ngoài quỹ đạo xây dựng và phát triển của cộng đồng thế giới. Luận như thế để mọi người Việt Nam ý thức được trách vụ của mình là tiếp tay với cộng đồng thế giới qua mọi hình thức đấu tranh, giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam càng nhanh càng tốt. Chúng ta đang cần sự đoàn kết, chung sức đấu tranh, nuôi dưỡng đấu tranh chống cộng để trở về quê nhà mà không cảm thấy hổ thẹn. Như vừa mới trình bày trên là mọi người di dân phải quyết tâm giáo dưỡng con cái mình từ phẩm chất đạo đức đến trình độ học vấn. Vì chỉ có lớp trẻ sau này mới chính thức gọi là đội ngũ chuyên gia để trở về trực tiếp xây dựng tổ quốc qua nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau. Người lớn tuổi luôn luôn giữ tinh thần chống cộng, lý tưởng tự do dân chủ, làm gương sáng cho lớp trẻ noi theo. Có như vậy thì mọi lứa tuổi, mọi thế hệ trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại mới xứng đáng là những người Việt Nam yêu nước thương nòi thực sự. Anh Trần Đức Hải lúc ban đầu mới gặp Nguyên Thi, cứ tưởng Thi là một phụ nữ như những phụ nữ bình thường khác. Sau cuộc tiếp xúc nói chuyện lý thú này,
anh Hải hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ, đánh giá của mình về trình độ giỏi giang, đầy kiến thức của nhà nữ bình luận thời cuộc này. Cường cũng nghĩ như thế, nào ngờ ngày nay tại hải ngoại đã sản sinh ra lớp trí thức mới, uyên bác và nhạy bén. Lạ lùng hơn nữa là Nguyên Thi trình bày vấn đề quốc tế như chuyện trong nhà. Với cung cách ứng xử vừa lễ phép vừa nhẹ nhàng, thái độ trân trọng đối với người nghe, tất cả những luận thức của Nguyên Thi tỏa ra như luồng điện quang, xuất phát từ hình hài bé nhỏ đó, đã thu hút được cảm tình của Cường không ít. Nguyên Thi là bạn thân của nhà xuất bản Lê Bích Vân. Qua Nguyên Thi, Cường được quen với Lê Bích Vân. Sau này, Cường thường ghé lại nhà Vân trò chuyện. Nhờ đó, Cường nới rộng vòng tay đến những bạn bè và công việc mới. Có hôm, Cường hỏi chị Vân về đời sống và sự nghiệp của Nguyên Thi. Chị Vân chẳng cần che, đậy giấu giếm, chị nói: "Anh Cường thấy Nguyên Thi có điều gì khác lạ không mà hỏi?" "Rất nhiều. Sau cuộc tiếp xúc với Nguyên Thi trên tòa báo, tôi nghĩ rằng tôi gặp may mắn. Từ khi đặt chân đến đất Mỹ đến nay, ước ao tìm gặp người am tường về tình hình thế giới để học hỏi thêm hầu bổ sung khoảng trống to lớn về kiến văn kiến thức mà tôi đã thiếu vắng, chưa kịp cập nhật sau những năm tháng tù đày này. Tôi rất vui mừng vì đã gặp được đối tượng mà tôi hằng mong ước. Có thì giờ rảnh rỗi thì anh cứ tự nhiên đến đây với chúng tôi như người thân trong nhà. May ra có giúp gì thêm cho anh được nữa. Ngoài Nguyên Thi ra, tôi còn có cả một kho sách quý cho anh đọc. Từ khi qua Mỹ, tôi có nhà in, xuất bản rất nhiều sách, cũ có, mới có. Tôi sợ rằng anh không đủ thì giờ mà đọc cho hết cả chục ngàn cuốn sách đang nằm trên kệ sách dưới nhà kho. Riêng đối với Nguyên Thi, cô vừa là người dịch sách, viết sách, bình luận ra, đồng thời cũng là người tu hành chuyên tâm nữa đó. Cô ấy giỏi như vậy, sao không chịu nhập thế giúp đời mà lại xuất thế tu hành? Là vì lý do gì vậy chị Vân? Cô ta sống bằng hai cuộc sống đời và đạo đề huề, anh không thấy à? Nguyên Thi hàng ngày làm việc như người bình thường trong lãnh vực của những người trí giả. Cô cũng thích ăn ngon mặc đẹp, đi shopping đều đều, nhưng cô ta không thoát ra khỏi cái kiếp nghiệp tu hành. Tu hành bằng viết sách để hoằng dương Phật pháp, để tìm sự giải thoát tâm hồn qua chân lý đại đồng của nhà Phật. Cô thường nói, người mà giác ngộ chân lý thì mới biết được đường đi, đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn, hết mê lầm, không loạn vọng, không sở chấp, thế mới là đạt đến chân lý của vũ trụ. Cô ấy giúp anh thông tuệ việc đời, việc thế gian. Tôi nghĩ rằng cô đã tuân thủ những lời vàng ngọc của Đấng Chí Tôn, là khi gặp người lâm nguy thì cứu vớt, đó mới là người bạn chân thật. Có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có nghị luận mới biết được người trí giả, hay lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân. Đối với anh, cô muốn trở thành người bạn chí cốt vì anh có sức mạnh tinh thần. Giá như người khác, sau hơn mười mấy năm đi tù cộng sản thì khi qua đây, họ lo cho thân họ, gia đình họ, rồi mới bước ra hành hiệp giang hồ. Nhưng đối với anh thì lại khác, ngay khi qua đây đã chịu khó đi tìm người hiền, người trí để bù đắp khiếm khuyết kiến văn kiến thức, hầu dọn đường cho những thử thách mới. Nguyên Thi quý mến anh vì trong nghị luận, anh tỏ ra sáng suốt, nắm bắt một cách mau lẹ mọi diễn biến của thế giới, của tình hình đất nước, của sinh hoạt cộng đồng hải ngoại. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, nếu anh không nói cho người ta biết rằng anh đã đi tù tiêu hao số thời gian một cách oan uổng tại Việt Nam, thì người ta tưởng rằng anh đã qua Mỹ từ sau ngày nước mất nhà tan đó. Chị Vân Thương thì nói thế thôi, chứ tôi đâu có xứng đáng để nhận những lời khen như vậy. Mà cũng đúng phần nào như cách suy nghĩ của chị và Nguyên Thi. Tôi quá sốt ruột, muốn tìm hiểu trọn vẹn những gì đã và đang xảy ra trên toàn thế giới. Không ngoài mục đích mở rộng tầm hiểu biết, lấn tràn qua biên tế sở chi, hầu thỏa mãn những ham muốn, đòi hỏi của trí óc, tôi sợ rằng mình sẽ thua suốt người ta về mọi mặt. Từ đó phải sống trong tự ti mặc cảm, mà người chiến binh như tôi thì lại không bao giờ biết đầu hàng trước nghịch cảnh. Tôi muốn thoát ra khỏi thứ mặc cảm này, không còn cách nào hơn là đọc, học, nghị luận trở lại như thuở còn sinh hoạt với nhóm anh em trí thức bên nhà. Vậy có khi nào anh nghe Nguyên Thi nói về điển quang biện chứng pháp không? Nguyên Thi là tác giả của một số sách này đó. Tôi có nghe nói đến bộ sách điển quang. Dường như tôi không thích ứng với loại biện chứng mang tính siêu hình này. Có lần tôi nghe Nguyên Thi trình bày về cách thiền định để rút ngắn thời gian qua không gian, hay thiền định để bước qua bên kia thế giới vô hình, thế giới của thần thánh, của hồn ma bóng quế, hoặc thiền định để nuôi dưỡng thánh thai, luyện ngọc xá lợi để nhìn thấy, nghe thấy tiếng nói của mọi sinh hoạt, hoặc tìm kiếm được sự tương đương giữa những sự vật hữu hình và kiến quan nội tại, hoặc vào canh ba ngồi thiền định để nhận thiên tiên khí qua Ngọc Mô Ni Châu,
hoặc lóng tiếng siêu âm hay định thần nhắm mắt nhìn thấy điểm vàng là để tam nhãn ở giữa đỉnh trán, hoặc luyện cho điện âm dương kết hợp vào ngọc chẩm quan sau sọ người để nhìn thấy được ma. Đôi lúc Nguyên Thi còn bàn đến Tantra, một loại thiền tình dục trong tranh vẽ trong các chùa Ấn Độ. Chúng tôi có nhiều thì giờ để bàn tiếp về chuyện con rắn lửa đốt cháy, nung nóng phần hạ thừa rồi trung thừa, làm sạch sẽ trọn vẹn những rối rắm vật dục, tình cảm, hầu giúp cho phần thượng thừa, là đầu óc được minh mẫn, sáng láng, dễ dàng cảm nhận một thế giới viên dung lạ thường, bao trùm tất cả những thế giới khác. Tôi đã học thiền để cho nguyên khí bừng dậy trong huyết mạch, làm cho những tuệ linh, linh khí vươn cao, cho thân thể được cường tráng. Dùng thanh khí để nuôi dưỡng thể xác có mạnh thì tinh thần mới phấn chấn. Đôi khi chúng tôi còn bàn đến sự sáng tạo, nhắc đến Heidegger, vì có lần ông này nói đến Das Schöpfen, tức là sáng tạo. Ông nói ở đâu mà sự sáng tạo đem đến sự khai mở của vật thể, tức là chân lý, thì sự vật được sáng tác ấy là một tác phẩm. Một sự sáng tác như thế mà ông gọi là sự sáng tạo. Hay nói một cách khác, sáng tạo là hiểu được sự vật. Nhưng Nguyên Thi nhấn mạnh rằng, muốn hiểu được sự vật một cách trọn vẹn thì phải thiền định. Lóng siêu âm mãi đến lúc nào đôi mắt nhuộm màu xanh da trời, lan tới dần phía tròng đen, thì lúc đó con người được khai mở, từ đó khai mở luôn mọi sự vật, hay nói đúng hơn là đã giác ngộ. Cường nhớ lại lúc ngồi trên tàu hỏa từ Huế chạy vào Đà Nẵng với Kim Thiện, Cường bàn về sự sáng tạo, chẳng giống ý niệm của Heidegger, mà cũng chẳng trùng hợp ý kiến với Nguyên Thi. Đâu có cần phải giác ngộ, đâu có cần đến chân lý siêu nhiên mới sáng tạo được tác phẩm. Cái thoáng chốc tự nó cũng giúp ta sáng tạo được rồi. Khỏi phải tốn công, tốn thì giờ để nhận định thức thế này hay tu luyện thế kia thì mới sáng tạo được. Thật vậy, cái thoáng chốc là giây phút linh cầu được hội thông với khoảng không nội tại của thế gian, của con người, để bừng dậy chuyển hóa từ không ra có, từ hư vô thành hiện thực qua hơi gió, qua áng mây hay cơn mưa phùn, làm cho nỗi sầu vạn cổ vọng về lung lạc tâm hồn người nghệ sĩ để sáng tạo. Sáng tác như đã có lần Cường nói chuyện với người bạn gái ngày nào trong lần đi chơi xa vào cuối mùa phượng vĩ cách đây gần 4 thập niên ở quê nhà. Anh Cường, tôi qua Mỹ sớm, ngoài bạn bè trong thương vụ tôi còn quen với một số người làm văn hóa chính trị. Có cơ hội tôi sẽ giới thiệu anh với họ. Hầu nới rộng giao du quen biết, tôi tin rằng qua trao đổi lý luận trên phương diện chính trị văn hóa, họ sẽ quý trọng anh chẳng khác gì Nguyên Thi cả. Cảm ơn chị Vân. Tôi còn ghé lại đây nhiều lần nếu chị cho phép. Bây giờ tôi phải ghé qua hội tương trợ để giao bài viết cho ban biên tập. Chào chị nhé. Khoan đã, đi đâu mà vội. Theo tôi xuống kho sách, anh muốn lựa chọn loại sách nào đem về đọc thì tùy ý. Tôi sợ anh không đủ thì giờ đọc đấy thôi. Từ giã chị Vân, Cường trở về nhà mang theo một số tài liệu sách báo mà chị Vân tặng cho. Mất cả tháng trời vừa đọc, vừa đúc kết mọi điều xảy ra trong cộng đồng, trong nước. Mọi biến chuyển có ảnh hưởng trực tiếp giữa thế giới và Việt Nam, giữa người tị nạn và những cuộc đấu tranh trong cũng như ngoài nước. Cường liệt kê các tổ chức chính trị và đấu tranh hải ngoại thành một danh sách khả dĩ tạm dùng được. Cường chọn trong danh sách này những tổ chức chính trị, mặt trận, liên minh, lực lượng đấu tranh được xem như nặng cân, nặng ký, có đường lối, tổ chức học tập, sinh hoạt, đối chiếu mọi hoạt động của họ có phù hợp với tình hình và thực trạng của thế giới ngày nay, có liên quan đến Việt Nam hay không. Phần quan trọng hơn nữa là theo sát những diễn biến chính trị trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa suốt mấy thời kỳ tranh bá đồ vương. Cường chú trọng nhất là vào giai đoạn đổi mới, cởi trói dưới thời kỳ Nguyễn Văn Linh, giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, chọn quyền sinh sát trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thời gian mà Cường đang lao đao trong chốn ngục tù. Cường đọc để nhớ lại những gì mình cần suy gẫm thêm qua Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 54. Quân Pháp rút lui khỏi miền Bắc. Tháng 10 năm 54, bộ đội Việt Minh tiến vào Hà Nội. Qua đầu năm 55, bọn đầu xó Hà Nội bắt đầu thực hiện chính sách cải tạo xã hội theo khuôn mẫu của Liên Xô và Trung Quốc, dùng miền Bắc làm đầu cầu mở rộng chiến tranh, hầu chiếm lĩnh miền Nam. Kể từ đó, dân chúng miền Bắc trở thành khố rách áo ôm qua những chiến dịch tàn khốc đánh tư sản, đấu tố, cưỡng bách lao động, đi vùng kinh tế mới hoặc bị ám sát thủ tiêu. Bọn Cộng sản Việt Nam sau khi chiếm lĩnh miền Nam từ năm 75, người dân miền Nam chịu mọi khốn khổ cũng chẳng khác chi người dân miền Bắc vào thời kỳ năm 54. Chế độ cai trị đất nước bằng hệ thống chính trị chuyên chế độc tài toàn trị độc ác. Ngoài tên Chủ tịch Đảng là Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản,
còn có rất nhiều tên thủ hạ gian ác như Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và đám ác ôn trong Trung ương Đảng. Trường Chinh đưa lưng chịu báng thay Hồ Chí Minh trong cuộc cải cách ruộng đất sai lầm 1956 tại miền Bắc, nên đành chịu mất chức Tổng Bí thư để thay thế vào đó là tên ác ôn Lê Duẩn, cùng thời với các tên Lê Hồng Phong, Phùng Chí Kiên, Hà Huy Tập, Tôn Đức Thắng. Lê Duẩn lên chức Tổng Bí thư liền thành lập một băng đảng thép dưới tay gồm có Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Tố Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Hùng. Băng đảng này là tập đoàn chỉ đạo khống chế miền Bắc và xâm lăng miền Nam. Giữa thập niên 60, Hồ Chí Minh hoàn toàn suy nhược, Lê Duẩn tự tung tự tác, chi phối tuyệt đối nội bộ đảng và chủ trương xây dựng công nghiệp nặng theo chính sách công nghiệp của Đoàn Anh Liên Xô, khiến cho nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam bị suy thoái trầm trọng. Duẩn được sự đỡ đầu kịp thời của Liên Xô nên Việt Nam Cộng sản được gia nhập khối Comecon và ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Xô vào năm 78. Nhờ vậy, Cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn được đà sụp đổ của nền kinh tế èo uột lúc bấy giờ. Thuận đà tiến, Lê Duẩn chỉ định Tố Hữu và Đỗ Mười bao biện công tác đánh tư sản bài bản, tịch thu tất cả các cơ sở xí nghiệp của người Việt gốc Hoa, hầu hết là ở tại Sài Gòn Chợ Lớn. Thấy vậy, nông dân bỏ ruộng, bỏ chăn nuôi gia súc gia cầm, tạo thành một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện. Vào năm 1985, Gorbachev được bầu lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, đưa ra hai chính sách cởi trói và tái phối trí có liên quan đến vấn đề viện trợ cho các nước đàn em trong khối cộng gồm có Việt Nam Cộng sản. Lê Duẩn loay hoay trước tình trạng hỗn mang chính trị trong thế giới cộng sản vì đàn anh Liên Xô thay đổi đường lối một cách đột ngột lạ lùng đến như thế. Tại sao đàn anh Liên Xô lại tự sát, phá sập dinh lũy thành trì của Cộng sản quốc tế, để rồi tình hình chính trị Việt Nam Cộng sản sẽ đi về đâu? Chính sách cởi trói đổi mới của Gorbachev đề ra thì còn gì là xã hội chủ nghĩa nữa. Duẩn bỏ ăn bỏ ngủ buồn phiền đến cùng cực, sinh ra bệnh hoạn. Một năm sau khi mà Perestroika và Glasnost ra đời, như hai lưỡi hái tử thần đưa Lê Duẩn vào cơn hấp hối, dẫy chết về cả hai mặt thể xác lẫn tinh thần. Tinh thần vô sản đã chết lịm trong con người Lê Duẩn và đưa nó về với hư không, như thứ hư không của chủ thuyết Cộng sản vậy. Tên Tổng Bí thư sắt máu Lê Duẩn đã chết vào ngày 3 tháng 7 năm 86, trở về dưới âm phủ để hội họp với những tên trùm ác ôn của Cộng sản là các Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Trường Chinh được bầu xử lý thường vụ chức Tổng Bí thư, chờ Đại hội Đảng lần thứ 6 được tổ chức vào cuối năm 86. Nguyễn Văn Linh được Đại hội Đảng bầu vào chức vụ Tổng Bí thư. Ngay lập tức, Linh cho loại bỏ bớt tay chân của Lê Duẩn ra khỏi Trung ương Đảng gồm có Bùi Phụng, Chu Huy Mân, Đặng Vũ Hiệp, Lã Lâm Gia, Lê Đức Thịnh, Lê Khắc, Tố Hữu, Vũ Quang và đưa tay chân hạ bộ của mình vào Ban chấp hành Trung ương và Ban bí thư Bộ Chính trị gồm có Nguyễn Mạnh Cầm, Võ Trần Chí, Lê Đức Anh, Nguyễn Cơ Thạch, Đồng Sĩ Nguyên. Đồng thời Nguyễn Văn Linh, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng dồn hết mọi nỗ lực để giải quyết khủng hoảng kinh tế bằng cách xóa bỏ chế độ tập trung bao cấp, thực hiện chế độ khoán công trong công nông nghiệp, tháo khoán dần dần cho các xí nghiệp quốc doanh tự quản, mở trói cho thành phần kinh tế hoạt động theo xu hướng kinh tế thị trường. Phải chăng đây là cuộc đại hồng thủy đã phá vỡ đê điều ngăn chặn sự phát triển kinh tế toàn diện hơn 50 năm qua, từ ngày có chế độ Cộng sản tới nay? Thế là cơ hội phát triển của những tệ đoan xã hội trong đảng ngày càng mạnh mẽ, chưa bao giờ tệ hại đến như thế. Đảng viên làm ăn phi pháp, hối lộ, tham nhũng, móc ngoặc từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc. Chẳng mấy ai kể cả đảng viên còn dám tin tưởng vào lãnh đạo và chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Văn Linh thấy Liên Xô cởi trói, đổi mới, thì rập khuôn theo. Tháng 12-87, Bộ Chính trị ra nghị quyết đổi mới và nâng cao phẩm chất lãnh đạo, đưa văn học, nghệ thuật, văn hóa phát triển lên một bước mới qua phát huy khả năng sáng tạo. Văn nghệ sĩ được tháo còng, tháo cùm, nhảy ra viết thẳng ngòi bút. Trong số này có Phùng Gia Lộc, Dương Thu Hương, Hoàng Hữu Cát, Hồ Trung Tú, Nguyễn Quang Lập, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huy Thiệp, Lưu Quang Vũ, Hà Sĩ Phu, Phạm Xuân Nguyên và nhiều người khác nữa, tạo thành làng văn trận bút qua nhiều cuộc bút chiến giữa đám nhà văn cởi trói với đám cán bộ tuyên huấn đảng. Ban đầu nhóm nhà văn này viết để sửa sai cán bộ sau công kích đường lối và chính sách nhà nước xã hội chủ nghĩa,
Sau cùng là dàn trận địa, pháo văn chương chữ nghĩa bắn vào thành trì của đám độc trị bằng cách vạch trần tội ác của đám cán bộ được gọi là bí thư, từ cấp xã ủy, huyện ủy lên đến cấp tổng bí thư. Một bước quyết định quan trọng là nhóm văn nghệ sĩ này đòi hỏi phải thực thi dân chủ theo đường hướng của những nước tự do dân chủ khác, tức là phải tôn trọng nguyên tắc đa nguyên đa đảng. Những bài phóng sự điều tra, bút ký, truyện dài, truyện ngắn, thơ ca, lý luận, phê bình văn học, kịch bản như cơn bão thổi qua trên mái Ba Đình, tạo ảnh hưởng trong dư luận, làm cho bộ chính trị lúng túng, vai trò quyền lực trong ngôi nhà Ba Đình đang bị thách đố trầm trọng. Trong khi đó, những biến chuyển chính trị tại các nước Đông Âu lại xuất hiện các phong trào quần chúng, đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm ngày càng bùng to, cháy lớn, lan ra tận bên ngoài vùng đất Đông Âu, đến Liên Xô và các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Thế là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng có phản ứng, đứng ra dẹp dân chủ, dẹp tự do để đối phó với mọi bất trắc trong cũng như ngoài Đảng đang rình rập, đốn gốc, chốc rễ Đảng Cộng sản. Hội nhà văn, công cụ của nhà nước đứng ra chữa cháy bằng cách cách chức Nguyên Ngọc, tổng biên tập tờ Văn nghệ Hai chiều, đóng cửa luôn hai tờ báo Tổ quốc, Dân chủ là hai cái loa của hai đảng bù nhìn, Dân chủ và Xã hội, nương theo đà cởi trói và đổi mới. Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ Chính trị trong hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, đọc bài bình luận với nội dung đề nghị đảng đổi mới kinh tế thị trường, mở rộng khuynh hướng xã hội đa nguyên qua đối thoại hai chiều. Ý kiến Trần Xuân Bách được coi là mang khuynh hướng hữu khuynh, không thích hợp với đường lối và chủ trương của Đảng Cộng sản. Đa số đảng viên phe phái đều đã phê phán Trần Xuân Bách không còn xứng đáng là đảng viên, xem như một thành tố vô kỷ luật, phá hoại đảng, đang khi mọi đảng viên khác cần thống nhất ý chí để phá vỡ mọi trở lực trước mắt. Thế là Trần Xuân Bách bị khai trừ khỏi đảng. Mặt khác, Bộ Chính trị tăng cường kiểm soát các cơ quan ngôn luận, sinh hoạt văn hóa của giới trí thức và văn nghệ sĩ. Nguyễn Văn Linh tuy đưa ra chính sách cởi trói và đổi mới, nhưng bị đám đảng viên giáo điều ngăn cản, đã không làm đúng theo điều mình nghĩ, lại còn phơi bày sự yếu kém về mặt lãnh đạo, để rồi dẫm lên vết xe cũ của người đi trước, bứt phá hoàn toàn nền kinh tế và nông nghiệp. Từ đó lạm phát ngày càng gia tăng nghiêm trọng, lấy dầu thô trả nợ cho Liên Xô, lấy gạo trả nợ cho Trung Cộng, thì còn đâu tiền để mà trả lương cho công nhân viên nhà nước. Nương theo đà lạm phát, cán bộ đảng các cấp tham nhũng móc ngoặc, hối lộ tiếp tay với băng đảng, làm cho tệ trạng xã hội ngày càng lan rộng mãi. Tinh thần và đạo đức dân tộc hoàn toàn bị băng hoại, phế bỏ. Đến năm 91 bắt đầu thời đại quyền lực của tân Tổng Bí thư Đỗ Mười. Theo bối cảnh sụp đổ của các đảng Cộng sản Đông Âu và tình hình chính trị của Liên Xô đang bị rối loạn, cũng là thời kỳ mà những người tù từ các trại tập trung được thả ra để lên đường qua Hoa Kỳ và các nước tự do khác tị nạn. Kể từ đó, bọn chóp bu Hà Nội sửa soạn kế hoạch ngã nón cúi đầu, chìa tay ăn mày ân huệ của kẻ cựu thù là Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, để rồi dập đầu xuống đất van xin Hoa Kỳ mở lượng khoan hồng chấp nhận cho chế độ Cộng sản Việt Nam được tháo gỡ cấm vận, van xin những người dân tị nạn Cộng sản ở hải ngoại kéo nhau, kéo dài khúc ruột thừa cứu khổ quê hương. Vừa đọc xong số tài liệu nói đến lịch trình thiên diễn chính trị kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cường bật dậy như chiếc lò xo, nhìn vào gương rồi cười lớn, cười rất lớn, cười vì thế sự đổi thay, cười cho đám ngông cuồng tín điều Cộng sản, tráo trở một thời, cuối cùng rồi cũng biến thành những tên ăn mày của chủ nghĩa tư bản. Không biết rằng giờ đây chúng có còn đứng vững để vác cuốc đào mồ, đào lỗ chôn tư bản chủ nghĩa nữa hay không? Hay giờ đây chúng đã rã mép khô môi, bụng ruột trống rỗng, mà đầu óc vẫn còn tăm tối u mê, chưa chịu vác cuốc đào hố vùi chôn nốt cái được gọi là xã hội chủ nghĩa, còn rơi rớt lại trong hố rác thối tha của xã hội loài người. Bây giờ những người cộng sản sẽ làm gì đây? Ăn mày cựu thù, xin xỏ bà con của ngụy quân ngụy quyền, đem tiền về nuôi ai, hay để tiếp tục củng cố chế độ bạo trị? Bây giờ nội bộ đảng đã phân liệt, củng cố đảng hay bám đảng để làm giàu, bám đảng thêm được giờ nào hay giờ nấy, để trở thành tư sản đó đầy đô la trong túi, chờ giờ trốn chạy ra nước ngoài. Vì thế lực, địa vị, tiền bạc, quyền lợi trong thượng tầng của bộ máy lãnh đạo Cộng sản mà nay đã bị chia manh xẻ muốn, chúng củng cố thế lực nhưng sẽ ngã về phe nào đây? Nào là phe mafia quân đội, nào là phe kinh tế kỹ thuật, nào là phe tư tưởng chính trị giáo điều. Ngày nay chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước đàn anh Liên Xô và Đông Âu
đã tanh bành tách bách như thế rồi. Thế mà Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ, vẫn ngậm sâm tuyên bố tình trạng xã hội chủ nghĩa chỉ thoái trào, chứ không có nghĩa là thay đổi tính chất của thời đại. Kiệt gồng mình tuyên bố là loài người trên thế giới này vẫn ở trong thời đại quá độ, từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Nói như thế mà không biết ngượng, không chịu bịt cái mồm dơ giấy đó lại. Thế thì gia đình Võ Văn Kiệt giờ đây đang sống ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở San Diego? Nghĩ đến sự ngu ngốc của đám sứ đồ Cộng sản quốc tế mà phẫn hận quá chừng. Chúng chỉ biết theo đuổi chủ nghĩa đến khi chủ nghĩa đã chết ngắt bên trời Á, trời Âu. Bây giờ chúng bơ vơ như con bỏ chợ sau khi đã phá hoại làm cho tơi tả cả một dải giang sơn hoa gấm là công trình của tiền nhân dựng nước giữ nước để lại cho hậu thế mai sau. Cường rửa mặt quay ra nằm duỗi chân trên chiếc sofa, nghe bản tình khúc đam mê rơi rớt từng giọt yêu đương ướt át. Tóc em chưa úa nắng hè, như quyện quấn thân phận buồn nản ngút ngàn của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tiếng ca u trầm của nàng ca sĩ chơi vơi trong từng chữ, từng câu, từng dòng điệu mượt mà. Rồi nắng hạ tàn phai, cơn mê tình ái rã rời lạc lối. Anh lang thang giấu giày, vòng tay em cho đã đầy, nên yêu đương rũ rượi, mây trời phong kín trùng khơi. Cường như bồng bềnh trên chiếc phao lãng mạn, bên bờ đại dương rũ rượi, nhìn những cánh vô thường xa khuất trong màn đêm huyền ảo mà lòng vật vờ theo gió thoảng mây trôi, cho vơi đi nỗi sầu khổ vì tình yêu thương quê hương đất mẹ. Nhớ ôi là nhớ, khung trời quê hương ngày cũ bên kia bờ Thái Bình Dương, vào mùa nắng hiền hòa, chưa điểm son hạ. Nhưng yêu đương thì đã hôn mê vì một lần tan biến chết lịm trước khách sạn Caravel rồi. Người tình tức tưởi đi vào cõi chết huyền hư, mây thành tím thẫm phong kín tâm hồn chàng phiêu lãng hôn mê. Cường nhắm mắt vu hồi kỷ niệm hình hài mái tóc gót son, khuôn mặt kiều diễm, đôi môi hồng quyến rũ đam mê. Thúy đã đi rồi, nàng đi thật xa về cuối chân mây tiều tụy phế hoang ngàn đời. Bỗng cánh cửa bật ra, Phạm Minh bước vào khiến cho những đam mê khở dại luồn lách qua khung cửa hẹp bay biến về phương trời xa xăm nào đó. Cường ngồi bật dậy tiếc nuối ngẩn ngơ phút giây hoài cảm mộng mị, vừa khi nghe giọng ca của nàng ca sĩ thân gầy nào đó từ từ ngất lịm, hắt hơi và bức tử âm hưởng mịn màng huyền học. Mình nói, Cường, tắt nhạc đi, thay quần áo đi ăn tối để rồi còn đi nghe nhạc nữa chứ. Ăn tối ở đâu, nghe nhạc ở đâu hả bạn? Đến nhà hàng Nguyễn Huệ ăn cơm Bắc Kỳ, may ra còn gặp mấy người bạn thân, Nguyễn Văn Cảnh, Phạm Đình Cung, Nguyễn Sĩ, Phạm Trọng Phúc, hoặc là anh em bên trung tâm văn bút Tây Nam Hoa Kỳ. Mấy người này tối nào cũng tụ về đây ăn uống chuyện trò vui vẻ lắm. Vậy thì tụi mình đi ngay. Hai anh em ăn tối xong lại rong về hội quán Tao Phùng trên đường Garden Grove. Minh quẹo xe đến trước cửa hội quán rồi cùng nhau bước vào bên trong. Nơi đây tụ họp nhiều anh chị em văn nghệ tài tử, vừa nghe nhạc vừa bàn chuyện văn hóa chính trị. Cường gặp đôi vợ chồng tài hoa diễm phúc Hoàng Dũng Nhất Phương, bác sĩ Phạm Thùy và nữ nghệ sĩ Kim Đức, các nữ sĩ Hoàng Phi Loan, Bích Thuận, Kim Lan, các ca sĩ Lan Ngọc, Phượng Khanh, Tố Uyên, các nhạc sĩ Thu Hồ, Hoàng Quang Huế, Lê Tính và các nam ca sĩ tài tử Minh Thế, Trần Quang ở Không Quân. Cường nhìn thấy luật sư Hậu ngồi nói chuyện với anh Đoàn Triệu Hưng, anh chị Đặng Đình Thảo và một số anh em chiến hữu khác ngồi cuối phòng đang vui vẻ chuyện trò thân mật. Lúc sau hội quán chật ních người, thanh trai gái lịch ngồi sát nhau ở hai hàng ghế giữa tường. Đối diện nhau qua sàn nhảy mini, không khí vui nhộn là nhờ MC Kim Đức, thường trực của hội quán. Người nào muốn lên sân khấu ca hát thì ghi tên vào miếng giấy nhỏ giao cho MC. Ban nhạc One Man Band do Kenny Bình, Nguyễn Niên hay là Lê Tính thay nhau đệm cho người hát. Minh ghi tên cho Cường lên hát một bài cho vui cửa vui nhà. Cường bước lên sân khấu ca bài Chiều của Hồ Dính. Theo thể điệu tango, hội quán đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng để cho mọi người được thưởng thức giọng ca mới. Cường chấm dứt bài ca, trao chiếc micro cho Kim Đức. Những tràng pháo tay nổ giòn như pháo Tết. Cường trở về chỗ ngồi uống ngụm cà phê. Từ bên góc phải của hội quán, một người phụ nữ mang kính cận, mái tóc cắt ngắn kiểu Sylvie Vật Tăng, với chiếc áo đầm màu xanh hoàng gia từ từ bước đến chào Cường. Ông cho tôi hỏi thăm, có phải ông là ông Cường trước ở Đà Nẵng không? Chào bà. Vâng, trước kia tôi phục vụ trong quân đội ở Đà Nẵng. Bà là ai? Mời bà ngồi xuống đây. Người phụ nữ nhìn thẳng vào mặt Cường nhưng chưa vội trả lời. Dường như bà ta muốn Cường nhận diện, gọi tên mình hơn là tự mình xưng tên.
Cường nhìn thấy bà này khuôn mặt quen quen, có lần gặp gỡ ở đâu đó, nhưng ký ức đã mài mòn hình hài người phụ nữ này rồi. Bà ta biết Cường đang khơi dậy ký ức nhưng hoàn toàn thất vọng. Bỗng bà ta nhắc tên người bạn thân của Cường để bắt cầu khai mở quá khứ. Anh có còn nhớ Lê Xuân Quang ở Đà Nẵng không? Tôi nhớ tên bà rồi, bà Vân phải không? Đúng thế, tôi là Vân, bạn của anh Quang. Anh Cường ở Đà Nẵng chứ còn ai? Cứ gọi tôi là Vân như thuở nào đi anh. Lúc anh vừa bước lên sân khấu, tôi đoán chắc là anh Cường ở Đà Nẵng chứ còn ai vào đây. Bỗng tôi xúc động, nhớ lại bạn bè cũ bên quê nhà dạo trước quá chừng chừng luôn. Xin lỗi chị Vân, dù ở tù Cộng sản lâu quá, qua đây gặp lại nhau mà tưởng chừng như chưa hề quen biết. Từ ngày đi tù tới nay tôi mong gặp lại Quang, nhưng chẳng rõ giờ này nó sống ở phương trời nào. Bà Vân lặng lẽ cúi đầu thở dài rồi ngẩng mặt lên nhìn Cường. Đôi dòng lệ sau lớp kính cận từ từ tuôn ra, chảy xuống đôi gò má. Có thật anh không biết tin tức gì về Quang chăng? Quang đã chết cách đây 16 năm rồi. Vào cuối tháng 3 năm 75, khi Cộng sản công phá vào Đà Nẵng, lúc này Quang đang nằm bệnh viện. Tôi vào thăm và đề nghị Quang theo chúng tôi xuống tàu ra khơi. Anh còn nhớ là tôi đã mua sẵn 3 chiếc tàu buôn trước đó không lâu. Dự kiến là tình hình không có gì xảy ra thì dùng tàu đi buôn tỏi ở Mã Lai, Singapore, đem về Việt Nam và bán lấy lời. Nếu tình hình chính trị quân sự nguy ngập thì dùng tàu mà thoát thân ra biển. Quang nhất quyết không đi, nghĩ rằng trước sau gì rồi cũng sẽ chết. Tôi trở về nhà tổ chức sắp xếp chuyến vượt biên xong xuôi đâu đấy. Trước khi xuống tàu ra khơi, tôi trở lại thăm Quang lần cuối với hai chú em lực lưỡng đi theo. Tôi nghĩ nếu Quang không chịu theo chúng tôi, thì tôi sẽ nhờ hai chú em này bế Quang lên xe chạy ra biển. Tới đâu thì tới, miễn là giúp Quang thoát khỏi nanh vuốt của Cộng sản. Vừa bước vào phòng nội thương, thì tôi thấy Quang đang cơn hấp hối. Bên cạnh có chú em của Quang đang chờ sẵn, để nếu Quang qua đời là chở ngay về Vĩ Dạ ngoài Huế mà chôn. Quang nhìn thấy tôi nhưng không nói được lời nào, nước mắt trào ra. Vài phút sau Quang tắt thở. Tôi ôm xác Quang mà khóc. Tôi có tội vì đã đưa Quang vào ngõ cụt cuộc đời. Tôi đã giết Quang bằng ma túy. Các bạn vừa nghe xong phần 32. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 33.